Dạ, mình chào quý cô chú anh chị em đến với kênh của mình ha. Thì hôm nay tiếp tục đến nhà vườn của chị Thảo nha, sẽ giao lưu tới quý cô chú anh chị và báo giá một cái lô phôi giấy Mỹ nha. Thì những cái phôi này quý cô chú anh chị em mình về mình có thể nuôi bonsai, mình ghép hoặc là mình chơi cây rin quý anh chị em. Đây là cái mẫu cây trong vườn chị đang nuôi những cái chậu bonsai rất là đẹp nha. Sau đây mình gặp chị Thảo để báo giá một số phôi cho quý anh chị em mình tham khảo nha. Rồi, chào chị Thảo. Chào anh Thái, mến chào cô chú và anh chị trên kênh Pháp Thái Tây Quê ha. Hôm nay em có về một số phôi giấy Mỹ đi giao lưu cùng cô chú và anh chị. Mong cô chú anh chị xem và ủng hộ cho em. Cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em trong thời gian qua ha. Không để mất thời gian, cô chú anh chị em vô mã số 1 ạ. Em xin đo chiều cao của phôi ạ. Chiều cao của phôi là 64. Mình cỡ em đo ngay vị trí này là 21. Sổ đế là 43, mã số 1 nên xin giao lưu giá là 280k. Một rễ xuống dưới nở hậu anh chị em, rất là quái á. Rồi, em xin lên phôi số 2 ạ. Em xin ra chiều cao của phôi ạ. Chiều cao của phôi là 64. Mình cỏ em đo ngay vị trí này là 20. Sổ đế là 53, mã số 2 này em xin giao lưu giá là 280k. Xuống phôi nè. Em xin lên phôi số 3. Em xin ra chiều cao của phôi ạ. Chiều cao của phôi là 54. Mình cỏ em đo ngay vị trí này là 27. Sổ đế là 41, mã số 3 này em xin giao lưu giá là 180k. Em xin lên phôi số 4 ạ. Em xin đo chiều cao của phôi ạ. Chiều cao của phôi là 63. Quần cổ em đo ngay vị trí này là 27. Sổ đế là 42, mã số 4 này em xin giao lưu giá là 230k. Em xin lên phôi số 5 ạ. Em xin đo chiều cao của phôi ạ. Chiều cao của phôi là 64 ạ. Mình cổ em đo ngay vị trí này là 21 ạ. Sổ đế là 42 ạ. Mã số 5 này em xin giao lưu giá là 200k. Em xin lên phôi số 6 ạ. Em xin đo chiều cao của phôi ạ. Chiều cao của phôi là 54 ạ. Quần cỏ em đo ngay vị trí này là 22 ạ. Sổ đế là 42 ạ. Mã số 6 này em xin giao lưu giá là 200k. Em xin phôi số 7 ạ. Em xin đo chiều cao của phôi ạ. Chiều cao của phôi là 56 ạ. Quần cỏ em đo ngay vị trí này là 27 ạ. Sổ đế là 41 ạ. Mã số 7 này em xin giao lưu giá là 180k. Em xin phôi số 8 ạ. Em xin đo chiều cao của phôi ạ. Chiều cao của phôi là 58 ạ. Quần cổ em đo ngay vị trí này là 26 ạ. Sổ đế là 37 ạ. Mã số 8 em xin giao lưu giá là 160k ạ. Em xin phôi số 9 ạ. Em xin đo chiều cao của phôi ạ. Chiều cao của phôi là 58 ạ. Quần cổ em đo ngay vị trí này là 21 ạ. Sổ đế là 44 ạ. Mã số 9 em xin giao lưu giá là 180k ạ. Em xin lên phôi số 10 ạ. Em xin đo chiều cao của phôi ạ. Chiều cao của phôi là 56 ạ. Mình cỏ em đo ngay vị trí này là 19 ạ. Sổ đế là 41 ạ. Mã số 10 này em xin giao lưu giá là 120k ạ. Em xin lên phôi số 11 ạ. Em xin đo chiều cao của phôi ạ. Chiều cao của phôi là 64. Mình cỏ em đo ngay vị trí này là 24 ạ. Sổ đế là 42 ạ. Mã số 11 này em xin giao lưu giá là 250k ạ. Em xin lên phôi số 12 ạ.
Em xin đo chiều cao của phôi ạ. Chiều cao của phôi là 63 ạ. Quần cổ em đo ngay vị trí này là 24 ạ. Sổ đế là 39 ạ. Mã số 12 này em xin giao lưu giá là 200k ạ. Em xin phôi số 13 ạ. Em xin đo chiều cao của phôi ạ. Chiều cao của phôi là 56 ạ. Quần cổ em đo ngay vị trí này là 29 ạ. Sổ đế là 46 ạ. Mã số 13 này em xin giao lưu giá là 320k ạ. Em xin lên phôi số 14 ạ. Em xin đo chiều cao của phôi ạ. Chiều cao của phôi là 67 ạ. Quần cổ em đo ngay vị trí này là 24 ạ. Sổ đế là 53, mã số 14 này em xin giao lưu giá là 300k. Em xin phôi số 15 ạ. Em xin đo chiều cao của phôi ạ. Chiều cao của phôi là 54 ạ. Mình cổ em đo ngay vị trí này là 25 ạ. Sổ đế là 40 ạ. Mã số 15 này em xin giao lưu giá là 200k ạ. Em xin phôi số 16 ạ. Em xin đo chiều cao của phôi ạ. Chiều cao của phôi là 74 ạ. Quần cổ em đo ngay vị trí này là 37 ạ. Sổ đế là 55 ạ. Mã số 16 này em xin giao lưu giá là 600k ạ. Em xin phôi số 17 ạ. Một rễ quý anh chị em. Rất lực luôn. Em xin đo chiều cao của phôi ạ. Chiều cao của phôi là 73 ạ. Mình cổ em đo ngay vị trí này là 25 ạ. Sổ đế là 44 ạ. Mã số 17 này em xin giao lưu giá là 550k ạ. Em xin phôi số 18 ạ. Phôi rất đẹp à. Em xin đo chiều cao của phôi ạ. Chiều cao của phôi là 55 ạ. Quần cổ em đo ngay vị trí này là 21 ạ. Sổ đế là 46 ạ. Mã số 18 này em xin giao lưu giá là 300k ạ. Em xin phôi số 19 ạ. Em xin đo chiều cao của phôi ạ. Chiều cao của phôi là 68 ạ. Quần cổ em đo ngay vị trí này là 22 ạ. Sổ đế là 50 ạ. Mã số 19 em xin giao lưu giá là 350k ạ. Em xin phôi số 20 ạ. Phôi rất là đặc à. Em xin đo chiều cao của phôi ạ. Chiều cao của phôi là 61 ạ. Quần cổ em đo ngay vị trí này là 29 ạ. Sổ đế là 53, mã số 20 này em xin giao lưu giá là 500k ạ. Em xin phôi số 21 ạ. Em xin đo chiều cao của phôi ạ. Chiều cao của phôi là 64 ạ. Mình cổ em đo ngay vị trí này là 29 ạ. Sổ đế là 49 ạ. Mã số 21 này em xin giao lưu giá là 500k ạ. Em xin phôi số 22 ạ. Em xin đo chiều cao của phôi ạ. Chiều cao của phôi là 70 ạ. Quần cổ em đo ngay vị trí này là 26 ạ. Sổ đế là 48 ạ. Mã số 22 này em xin giao lưu giá là 340k ạ. Em xin lên phôi số 23 ạ. Em xin đo chiều cao của phôi ạ. Chiều cao của phôi là 72 ạ. Quần cổ em đo ngay vị trí này là 32 ạ. Sổ đế là 45 ạ. Mã số 23 này em xin giao lưu giá là 500k ạ.
Em xin lên phôi số 24 ạ. Em xin đo chiều cao của phôi ạ. Chiều cao của phôi là 61 ạ. Mình cỏ em đo ngay vị trí này là 28 ạ. Sổ đế là 46 ạ. Mã số 24 này em xin giao lưu giá là 320k ạ. Em xin phôi số 25 ạ. Em xin đo chiều cao của phôi ạ. Chiều cao của phôi là 60 ạ. Mình cỏ em đo ngay vị trí này là 20 ạ. Sổ đế là 50 ạ. Mã số 25 này em xin giao lưu giá là 380k ạ. Em xin phôi số 26 ạ. Em xin đo chiều cao của phôi ạ. Chiều cao của phôi là 62 ạ. Mình cỏ em đo ngay vị trí này là 28 ạ. Sổ đế là 45 ạ. Mã số 26 này em xin giao lưu giá là 400k ạ. Em xin phôi số 27 ạ. Em xin đo chiều cao của phôi ạ. Chiều cao của phôi là 67 ạ. Mình cỏ em đo ngay vị trí này là 23 ạ. Sổ đế là 47 ạ. Mã số 27 này em xin giao lưu giá là 360k ạ. Em xin phôi số 28 ạ. Em xin đo chiều cao của phôi ạ. Chiều cao của phôi là 70 ạ. Mình cỏ em đo ngay vị trí này là 31 ạ. Sổ đế là 42 ạ. Mã số 28 này em xin giao lưu giá là 450k ạ. Em xin phôi số 29 ạ. Em xin đo chiều cao của phôi ạ. Chiều cao của phôi là 59 ạ. Mình cỏ em đo ngay vị trí này là 27 ạ. Sổ đế là 50 ạ. Mã số 29 em xin giao lưu giá là 380k ạ. Em xin phôi số 30 ạ. Chiều cao của phôi là 57 ạ. Mình cỏ em đo ngay vị trí này là 28 ạ. Sổ đế là 52 ạ. Mã số 30 này em xin giao lưu giá là 350k ạ. Em xin phôi số 31 ạ. Em xin đo chiều cao của phôi ạ. Chiều cao của phôi là 56 ạ. Mình cỏ em đo ngay vị trí này là 21 ạ. Sổ đế là 35 ạ. Mã số 31 này em xin giao lưu giá là 320k ạ. Em xin âm Phật. Em xin phôi số 32 ạ. Em xin đo chiều cao của phôi ạ. Chiều cao của phôi là 67 ạ. Mình cỏ em đo ngay vị trí này là 31 ạ. Sổ đế là 39 ạ. Mã số 32 này em xin giao lưu giá là 350k ạ. Em xin phôi số 33 ạ. Em xin đo chiều cao của phôi ạ. Chiều cao của phôi là 63 ạ. Còn cỏ em đo ngay vị trí này là 26 ạ. Sổ đế là 45 ạ. Mã số 33 này em xin giao lưu giá là 250k ạ. Em xin phôi số 34 ạ. Em xin đo chiều cao của phôi ạ. Chiều cao của phôi là 70 ạ. Mình cỏ em đo ngay vị trí này là 33 ạ. Sổ đế là 43. Mã số 34 này em xin giao lưu với là 450k ạ. Em xin phôi số 35 ạ. Em xin đo chiều cao của phôi ạ. Chiều cao của phôi là 61 ạ. À.
mình cổ ông Ron ở vị trí này là 29 ạ. Sổ đế là 40 ạ. Mã số 35 này em xin giao lưu giá là 300k ạ. Em xin phôi số 36 ạ. Em xin ra chiều cao của phôi ạ. Chiều cao của phôi là 78 ạ. Mình cổ ông Ron ở vị trí này là 24 ạ. Sổ đế là 52 ạ. Mã số 36 này em xin giao lưu giá là 350k ạ. Em xin phôi số 37 ạ. Em xin ra chiều cao của phôi ạ. Chiều cao của phôi là 56 ạ. Mình cổ ông Ron ở vị trí này là 22 ạ. Sổ đế là 45 ạ. Mã số 37 này em xin giao lưu giá là 270k ạ. Em xin phôi số 38 ạ. Em xin ra chiều cao của phôi ạ. Chiều cao của phôi là 63 ạ. Mình cổ ông Ron ở vị trí này là 30 ạ. Sổ đế là 47 ạ. Mã số 38 em xin giao lưu giá là 450k ạ. Em xin phôi 39 ạ. Em xin đo chiều cao của phôi ạ. Chiều cao của phôi là 58 ạ. Mình cổ ông Ron ngay vị trí này là 23 ạ. Sổ đế là 57 ạ. Mã số 39 em xin giao lưu giá là 280k ạ. Em xin phôi số 40 ạ. Phôi sổ đế cao quý anh chị. Phôi nghệ thuật nha quý cô chú anh chị. Em xin đo chiều cao của phôi ạ. Chiều cao của phôi là 85 ạ. Mình cổ em đo ngay vị trí này là 29 ạ. Sổ đế là 70 ạ. Mã số 40 này em xin giao lưu giá là 1 triệu ạ. Em xin phôi số 41 ạ. Em xin đo chiều cao của phôi ạ. Chiều cao của phôi là 86 ạ. Quần cổ ông Ron ở vị trí này là 22 ạ. Sổ đế là 67 ạ. Mã số 41 này xin giao lưu giá là 800k ạ. Em xin phôi số 42 ạ. Em xin đo chiều cao của phôi ạ. Chiều cao của phôi là 83 ạ. Mình cổ ông Ron ngay vị trí này là 34 ạ. Sổ đế là 69 ạ. Mã số 42 này em xin giao lưu giá là 1 triệu ạ. Em xin phôi số 43 ạ. Em xin đo chiều cao của phôi ạ. Chiều cao của phôi là 60 ạ. Quần cổ ông Ron ở vị trí này là 27 ạ. Sổ đế là 48 ạ. Mã số 43 này em xin giao lưu giá là 400k ạ. Em xin phôi số 44 ạ. Em xin đo chiều cao của phôi ạ. Chiều cao của phôi là 60 ạ. Mình cổ ông Ron ở vị trí này là 28 ạ. Sổ đế là 44 ạ. Mã số 44 này em xin giao lưu giá là 350k ạ. Em xin phôi số 45 ạ. Em xin đo chiều cao của phôi ạ. Chiều cao của phôi là 64 ạ. Mình cổ ông Ron ở vị trí này là 22 ạ. Sổ đế là 49 ạ. Mã số 45 này em xin giao lưu giá là 350k ạ. Em xin phôi số 46 ạ. Nở hậu anh chị em. Đế đặc à. Em xin đo chiều cao của phôi ạ.
Chiều cao của phôi là 71 ạ. Mình cỏ em đo ngay vị trí này là 22 ạ. Sổ đế là 50 ạ. Mã số 46 em xin giao lưu giá là 400k. Trong quá trình nó vận chuyển nó bị chày, em đã xử lý theo rồi cô chú anh chị. Em xin phôi số 47 ạ. Em xin ra chiều cao của phôi ạ. Chiều cao của phôi là 66 ạ. Mình cỏ em đo ngay vị trí này là 24 ạ. Sổ đế là 42 ạ. Mã số 47 này em xin giao lưu giá là 260k ạ. Em xin phôi số 48 ạ. Phôi một rải của anh chị em, nghệ thuật ạ. Em xin ra chiều cao của phôi ạ. Chiều cao của phôi là 78 ạ. Quanh cỏ em đo ngay vị trí này là 20 ạ. Sổ đế là 66 ạ. Mã số 48 này em xin giao lưu giá là 600k ạ. Em xin phôi số 49 ạ. Em xin ra chiều cao của phôi ạ. Chiều cao của phôi là 88 ạ. Mình cỏ em đo ngay vị trí này là 26 ạ. Sổ đế là 70 ạ. Mã số 49 em xin giao lưu giá là 1.200.000. Mã số 49 cũng là cuối clip, mong quý cô chú anh chị xem và ủng hộ cho em ạ. Xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị. Hẹn gặp cô chú anh chị vào clip sau ạ. Rồi, 49 mã số đại diện cho clip hôm nay ha. À, ngoài clip thì cũng có phôi, những cái phôi rất là to cũng đang chuẩn bị bó bầu. À, để giao lưu quý anh chị em nào cần nguồn thì cứ liên hệ trực tiếp với chị Thảo, sẽ có giá sỉ tốt nhất cho quý cô chú anh chị em mình sưu tầm nha. Thấp thay vì chân thành cảm ơn và hẹn lại anh chị vào clip tiếp theo nha.